Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và kính bạch thầy. Con thân nhân linh độ, hôm nay được thầy trở về đây có cái sự đột ngột, chúng con hết sức là vui mừng cảm xúc. Được thầy cho phép chúng con có những cái gì thắc mắc ở trong lòng thì thầy cho phép được hỏi, thì con cũng phép kính thầy cho phép con được hỏi về tình trạng. Dành với tình trạng của con thì quốc tịch Canada suốt 20 năm nay, trên 20 năm nay. Như vậy thì kính thầy, con về đây thì hết sức là nao núng. Mỗi lần mà đọc những bài pháp của thầy, những cái sách của thầy viết thì con cũng thấy chỉ có một con đường duy nhất là chỉ có một cái pháp môn này, pháp môn tối thượng trong cái trong hành trình này, còn cái pháp môn nào khác hơn. Con ngồi xuống đi con. Dạ. Tìm trên hành trình này chỉ có một vị minh sư mà chính con là người đã dính cội Bồ Đề khấn nguyện 4 lần trước nơi Phật thành đạo. Cội Bồ Đề nơi Phật thành đạo, xin ơn trên kêu Phật ban phước lành cho con. Chuyến này con về trở lại Canada vì lý do nóng, con nhập thất không được bên Ấn Độ, con trở về Canada. Con cầu xin ơn trên gia hộ ban phước lành cho con gặp được minh sư và chánh pháp. Thì thật sự khi con trở về tới tu viện Chân Như, sau đó một khoảng 2 hôm thì con mới chợt nhớ lại, thật sự chính là chư Phật đã đưa con về đây gặp được minh sư và gặp được chánh pháp, nỗi vui mừng không thiết kể. Mãi cho tới hôm nay thì con vẫn tiếp tục tu hành. Thì vấn đề ngay từ bữa đầu cho tới hôm nay là coi như 5 tháng nay, thì nói về vấn đề ác ăn, thế về cái hạnh ăn thì con nó giữ tròn đúng nghiêm túc về hạnh ăn, không có phi thời một chút nào. Nhưng mà về vấn đề cái phần ngủ thì con còn nhiều sơ sót lắm. Thôi như cách đây 2 hôm con mệt mỏi trong người quá muốn bệnh, thì nữa ra con cũng có ngủ thêm một tiếng mấy đồng hồ như vừa rồi. Và để trở lại vấn đề thì kính thưa thầy, con muốn kính thầy để cho con biết về tình trạng của con như là quốc tịch Canada. Như vậy thì con phải trở về nữa, thì để con sắp xếp coi như thế nào để con trở lại tu viện Chân Như gặp thầy sớm hơn. Như vậy thì kính thầy, các điều thất lễ này thầy cho biết con thất lễ này nó có sai phạm mà phải rời khỏi tăng đoàn hay không? Dạ thưa kính thưa thầy, giải thích chỉ giáo cho con biết. Bởi vì cái hoàn cảnh của con á, con hết hạn thì con nên về để mà lo giấy tờ. Sau khi mà lo giấy tờ xong rồi con trở qua tiếp tục theo cái tăng đoàn để mà tu tập những cái giờ phút quyết liệt và phút nữa. Nó khoảng có cái thời gian nó còn rộng. Khi mà con đến đây mà đến hôm nay mới gặp được thầy, thì mặc dù là cũng có quyết tâm lắm, nhưng mà sự thật mình đang đi tìm. Còn khi bây giờ mình trở về Canada, con lo giấy tờ xong thì trở lại là tu chứ không phải còn tìm nữa. Cho nên cái thời gian của con á, mà trở lại tu á, thì có cái sự nhiệt tâm nhiệt quyết hơn. Do đó cái thời gian nó sẽ thu ngắn cho con, bởi vì cái hoàn cảnh của con phải biết nó rất là vì quốc tịch ở ngoài quốc tịch khác. Cho nên vì vậy mà đối với đất nước trong cái đất nước này thì con không có đủ giấy tờ thì coi như là người ta không cho con. Cho nên vì vậy đó là một cái khó, bởi vì mình là một con người thì mình phải tuân hành theo pháp luật của một đất nước, không thể nào khác hơn được. Những con còn cái vấn đề mà ngày xưa Đức Phật bỏ là nó không có cái pháp luật gì hết. Ngài bỏ là bỏ, rồi ngài ở đâu cũng được hết, không có khó khăn đi. Đó là trong một cái đất nước. Còn đây mình một con người mà một quốc tịch khác, cho nên khi mà vào một cái đất nước này thì con phải giải quyết về vấn đề đó cho đúng pháp luật thì mới được bình an. Thì do đó thì con cứ trở về. Còn thầy muốn nhắc nhở ở đây là các con là những người quốc tịch Việt Nam, nên là các con đến đây các con ở là các con không còn lo nữa. Quyết tâm làm xong tu tập để đạt được cái kết quả của mình mỹ mãn như vậy. Các con thấy như sư Minh Độ quốc tịch khác về đây rất là khó khăn đó mấy con, vậy mà còn quyết tâm thì mấy con thấy là mình đã là người ở trong đất nước này thì mình phải quyết tâm hơn, cố gắng hơn, mình phải quyết tâm hơn. Nhớ chưa, thôi con về ở sau cố gắng. Về sư Minh Độ thì mấy con thấy nó có khó khăn, nhưng mà rồi quyết định là mình sẽ giải quyết để cho mình con đường tiếp tục trong con đường tu. Bởi vì gặp được chánh pháp không phải là chuyện dễ.
bao nhiêu người, hàng trăm hàng vạn người mà muốn gặp được chánh pháp, hiện giờ có bao nhiêu người biết được cái chánh pháp mình để chúng ta tu tập để làm chủ sự sống chết này? Có bao nhiêu người mà biết được cái nền đạo đức của Phật giáo mà đang chúng ta tu học chưa? Các con thấy nhìn chung ở trên cái hành tinh này, nhìn chung trong đất nước của chúng ta thôi, những người mà gọi là Phật tử mà đã biết được cái chánh pháp như thế này thì mấy người, mấy con thấy bao nhiêu người không? Ít quá, ít quá mấy con. Thế mấy con làm người được phước duyên nhất, mấy con mới gặp được chánh pháp như thế này. Tại sao chúng ta không nỗ lực, không quyết tâm? Chúng ta tu càng sớm chừng nào, đạt được sớm chừng nào, đức hạnh chúng ta thực hiện trên thân giáo của chúng ta sớm chừng nào, tốt chừng nấy mấy con, là gương hạnh cho mọi người, là thấy được cái kết quả chúng ta tu tập rất là kỳ diệu. Một con người bằng xương bằng thịt như thế này mà thế mà chúng ta muốn làm chủ sự sống chết nó rất dễ dàng. Các con thấy từ lâu đến giờ thầy cũng có người bằng xương bằng thịt như thế này, hôm nay tuổi rất lớn, thế mà thầy có đi bác sĩ, có đi bệnh viện bao giờ không? Không bao giờ đi. Từ khi mà thầy tu xong rồi chẳng bao giờ mà thầy được. Như vậy rõ ràng là chúng ta có đủ cái lực chứ, đủ cái lực để làm chủ được cái thân vô thường của chúng ta. Thế sao mà chúng ta lại không làm chủ? Để rồi mỗi lần mà chúng ta đau thì chúng ta bị nằm lê liệt như vậy sao? Đức Phật đã xác định được cái lời nói có một giá trị rất lớn. Khi cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng là mát lạnh, Đức Phật nói lời nói như vậy chúng ta có tin không? Nó đau như vậy nó có chết chúng ta không? Hay là làm cho chúng ta nhục chí sợ hãi trước cơn cảm thọ? Đức Phật đã xác định nó đau tận cùng nó thì nó sẽ mắc lạnh, nó đâu có chết chúng ta đâu. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật đã có những lời dạy để tạo chúng ta có ý chí dũng mãnh trước các cảm thọ, mà trước các cảm thọ là rất là khổ đau, đâu phải chuyện dễ. Mấy con biết khi mà đau rồi mà dựng cái thân ngồi sừng sững lên là một chuyện ý chí kinh khủng, chứ còn nếu mà ý chí mấy con lơ mơ là mấy con không thể ngồi nào. Nhất là mệt nhọc thì mấy con biết là trong cái vấn đề đó trải qua kinh nghiệm Đức Phật mới có những cái lời dạy như vậy, chứ nếu mà không có kinh nghiệm trong cái sự tu tập thì không có những lời. Thầy thì nhắc nhở mấy con thôi, cố gắng. Bây giờ còn ai muốn hỏi thầy gì không? Hả? Còn bị cũng thường. Bài thơ hôm nay con được với người được gặp là thầy pháp thì được chạy kiến học cháu này. Hôm nay là con được ra từ ngày một thời gian nên khi trở về tu viện học được thì được đạo đức và từ chỗ con về liệt rồi, và do cái tiền thân trong cái thân thể nó không được nó thì tôi kéo mà con nhập tâm vào học cái đầu đất này, từ ngày học đầu đất này vẫn thành trong cái tâm thần của mình có nhiều thêm một những cái thái lầm và được lúc ở đời với cho đời những lúc cao đạo có những cái thái lầm nếu mà đều sửa chữa để làm thân người con thấy rất là thật. Con được xin thầy hôm nay được gặp thầy được 6 bài tâm tư của bà thân rồi. Xin thầy cho con nếu có khả năng vào được thiền định nhưng mà con chỉ xin học đạo đức khóa này khóa kia để là con đã thế màn được mừng rồi. Xin thầy phát đi. Được rồi, dạ thầy chấp nhận cho dạ. Cố gắng học đạo đức xả được tâm thì thầy sẽ giúp đỡ học thiền định, không tu tập thiền định không khó đâu. Cố gắng xả được tâm thì thiền định thì thầy sẽ tìm cách thầy lâu gần bên thầy để dạy cho con
tu tập những cái lực để mà làm chủ được lúc mà các con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào. Đó là câu phải cố gắng. Cho nên hôm nay phải ráng nỗ lực tu tập, thật sự tu tập. Đừng có rời khỏi tu viện Chân Như. Nếu mà rời khỏi tu viện Chân Như với một lý do gì thì mấy con sẽ bị gián đoạn đó. Bởi vì cái duyên của mấy con là cái người ở tại trong đất nước này. Các con hiểu, đó là cái duyên của mấy con rất là dễ dàng. Minh Đồ rất khổ, khổ thân. Bởi vì đi là phải gián đoạn. Và đi thì mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình phải tiếp xúc sáu trần bên ngoài. Nhiều cái nó làm cho tâm chúng ta từ ở trong tu viện chúng ta xả nó gần cạn kiệt, gần sạch, thì đi ra nó ào ào, nó sẽ đổ dần, là một nỗi khổ tâm của người bạn tu của mình. Các con thấy cái hoàn cảnh của mình không thể nào mà ngồi đây được khi mình giấy hết hạn. Còn mấy con không sợ, các con hiểu điều đó. Cho nên thân các con có bệnh hoặc là trong chiến tranh nó có là một phần cơ thể con suy yếu đi, nhưng vẫn tu tập được, không có khó khăn. Đạo Phật không có người nào mà tu không giải thoát. Chỉ nghe lời thầy dạy, làm đúng, thực hành đúng thì người nào cũng như người nào, cũng giống như Phật mà, cũng giống như thầy. Các con hiểu, cố gắng, con về.